Đấu tỷ số 4-0 của đội viên là đội thành phố Hồ Chí Minh người thi đấu thắng cuộc. Tiếp theo tại sàn C sẽ diễn ra nội dung Kumite cá nhân nam hạng cân 66 kg với tuổi 18-22. Với tỷ số 3-2, vận viên Cần Thơ thắng cuộc.